chào quý vị và các bạn, và đã đến với kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình. Và hôm nay mình sẽ làm một cái đoạn video clip bằng hình ảnh giới thiệu với sản phẩm của YouTube Sony TV, Sony không phải là YouTube. Và bước đầu tiên là các bạn nhấn nút Home. Sau đó là sau khi các bạn nhấn nút Home xong thì nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Thì các bạn bước tiếp theo các bạn phải làm như thế nào thì các bạn hôm nay xem tôi sẽ hướng dẫn các bạn bằng hình ảnh trực tiếp để các bạn dễ xem và áp dụng với những sản phẩm phù hợp với những model TV nhà mình. Và sau khi các bạn nhấn Home xong thì ra một cái giao diện tổng thể của YouTube, thì các bạn sẽ phần chọn đến cái phần cài đặt, rồi chọn phần cài đặt và chọn tiếp chuyển sang cái mục phần hỗ trợ khách hàng của tôi. Đấy, cài đặt xong là các bạn chọn chuyển hỗ trợ khách hàng, và bước tiếp theo thì các bạn chọn khởi tạo thông tin cá nhân. Hôm nay các bạn sẽ chọn cái phần khởi tạo thông tin cá nhân, rồi các bạn sẽ chấp nhận. Rồi trường hợp này các bạn chấp nhận xong, chấp nhận xong thì các bạn kiểm tra xem đã vào được YouTube chưa. Nếu các bạn vẫn chưa vào được YouTube, vẫn bị đơ treo logo thì các bạn sẽ làm theo cái bắt buộc phải làm theo cái khắc phục về cấu hình mặc định của nhà sản xuất. Thì tôi sẽ bày cho các bạn cách thứ hai, thì các bạn sẽ cài lại từ đầu. Thì làm cách thứ hai thì đầu tiên thì các bạn cũng sẽ nhấn nút Home cho tôi. Rồi các bạn nhấn nút Home, sau đó là các bạn chọn phần cài đặt. Rồi các bạn chọn cài đặt, và bước tiếp theo thì các bạn chọn cài đặt hệ thống. Ở cái bước cài đặt hệ thống này thì các bạn sẽ chọn cho tôi đến cái mục thiết lập. Bạn chọn cái xuống cái thẻ thiết lập của tôi và nhấn OK. Đến cái thẻ thiết lập này thì tiếp theo các bạn chọn bấm OK thì nó ra những thiết lập mà AV, thiết lập Bravia, thì các bạn chọn xuống cái mục hỗ trợ khách hàng. Trong cái mục hỗ trợ khách hàng này thì nó ra rất là cấu hình xuất xưởng, khởi tạo thông tin cá nhân, thông tin sản phẩm, hướng dẫn hỗ trợ giúp, thông tin pháp lý, thì các bạn chọn cấu hình xuất xưởng của tôi. Rồi đấy, khởi tạo thông tin cá nhân này, thông tin về sản phẩm, hướng dẫn trợ giúp. Rồi thì các bạn chọn cấu hình xuất xưởng. Rồi sau đó là các bạn chọn đồng ý. Bạn có muốn trả về cấu hình xuất xưởng hay không thì các bạn chọn đồng ý của tôi, để TV sẽ bắt đầu sẽ reset lại, xóa hết tất cả các dữ liệu đi và sẽ cài đặt lại TV. Bạn có muốn thiết lập lại toàn bộ cấu hình không? Các bạn chọn đồng ý của tôi nhé. Sau khi các bạn chọn đồng ý xong thì TV sẽ xóa tất cả các chương trình đi, và nó sẽ đầu tiên là nó sẽ hỏi các bạn sẽ cài đặt lại ngôn ngữ, thì các bạn chờ một chút thì nó sẽ hiển thị ra như thế này. Thì các bạn kéo cái thẻ xuống phía dưới để các bạn chọn cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt. Bởi vì là mình là người Việt Nam thì các bạn chọn tiếng Việt của tôi. Rồi sau đó là các bạn chọn đồng ý. Rồi chọn đồng ý xong Bước tiếp theo để thì TV sẽ hỏi các bạn về cách thiết lập mạng, thì các bạn chọn dễ hộ tôi. Rồi, nó có, bởi vì nó trong đây nó có 3 cái lựa chọn: dễ, chuyên gia và bỏ qua. Thì các bạn cài đặt mạng thì các bạn chọn dễ hộ tôi. Rồi, sau đấy thì nó sẽ ra cái model wifi nhà mình. Nó sẽ ra cái cấu hình cái model wifi nhà mình, thì các bạn chọn cái đúng cái wifi mà các nhà mình đang sử dụng mạng internet đấy ạ. Các bạn chọn thì nó có biểu tượng cái hình cái khóa và cái vệt sóng kia. Sau đó là các bạn chọn OK. Các bạn chọn OK xong thì các bạn gõ password, gọi là gõ cái mật khẩu để chỉ có nhà mình biết, để có một người khác hàng xóm người ta không xem được, đỡ bị mạng các bạn nó đỡ bị giật. Các bạn chọn đúng mật khẩu của mình. Khi mà các bạn kết nối thành công, chọn mật khẩu đúng thì các bạn sẽ chọn xuống phần mục hoàn thành. Rồi, hoàn thành xong thì OK. Các bạn sẽ chọn đến mục chấp nhận. Thì TV của lúc này, bước này thì nó sẽ nói là TV của bạn đã được kết nối thành công internet. Rồi, thì các bạn chọn chấp nhận của tôi. Các bạn phải gõ đúng mật khẩu nhá. Đến bước tiếp theo thì cái khu vực của mình là người châu Á, cho nên là các bạn chọn châu Á. Hôm nay mình sẽ làm một video clip hướng dẫn các bạn cài bằng hình ảnh này, tương đối là đầy đủ tất cả các mục của đấy. Thì các bạn làm theo hộ tôi. Rồi các bạn chọn châu Á xong thì nó sẽ ra cái hiển thị những nước ở châu Á, thì các bạn chọn Việt Nam. Các bạn xem kênh YouTube của Trung tâm bảo hành điện tử Thái Bình, thì các bạn xem xong thì làm được thì các bạn chia sẻ cho mọi người cùng biết hộ mình, để mọi người thân của mình người ta biết, người ta sẽ làm. Rồi sau khi các bạn chọn châu Á xong thì cái bước phần mềm này thì các bạn, nó sẽ hỏi các bạn đấy là các bạn có muốn là cài đặt cái phần mềm tự động không, thì các bạn chọn là bật hộ tôi, để khi mà có phần mềm mới thì TV sẽ báo và nó tự động nó cập nhật phần mềm cho các bạn, mà các bạn không phải nâng cấp, tự động nâng cấp. Rồi sau cái bước cài đặt phần mềm thì mình sẽ chọn đến cái phần phát sóng phù hợp, thì các bạn nên chọn là digital và analog để nó tự động nó sẽ dò sóng cho các bạn. Bước tiếp theo thì các bạn chọn tắt nhé, khởi động và từ xa thì các bạn chọn tắt hộ tôi. Rồi các bạn chọn là digital và analog này. OK. Về cái phần cập nhật ngày giờ thì các bạn chọn thủ công hộ tôi. Xin lỗi các bạn, phần cập nhật ngày giờ thì các bạn nên chọn về tự động cập nhật ngày giờ đi cho nó dễ. Đúng rồi, chọn chế độ tự động, sau đó là các bạn đây, bước này các bạn chọn chế độ cập nhật ngày giờ tự động, để nó khi mà TV nhà bạn kết nối internet thì nó sẽ tự động nó cập nhật cái ngày giờ cho các bạn. Còn nếu mà các bạn chọn thủ công thì các bạn phải gõ cái ngày giờ vào. Ngày nay là ngày bao nhiêu và giờ cái thời gian là bao nhiêu, lúc bạn đăng nhập thế này là ngày bao nhiêu. Rồi. Bước tiếp theo là gì? Khi mà chọn tự động thiết lập ngày giờ xong thì các bạn để chế độ tự động rồi thì các bạn chấp nhận, thì lúc này TV sẽ cập nhật tự động những cái thời gian mà hiện tại của các bạn bằng trên mạng internet người ta tải về. Rồi đến bước này thì các bạn đã hoàn thành về phần cài đặt rồi đấy, thì các bạn bây giờ các bạn chỉ việc mở YouTube ra và các bạn xem sẽ đã được chưa. Theo kinh nghiệm của mình thì đến bước này thì các bạn đã thành công 100%.